đã quay trở lại với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những thời gian thư giãn tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để cập nhật tất cả những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, hãy đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Giữa tin đồn ly hôn, Ngọc Lan khoe ảnh gia đình hạnh phúc. Dù đây chỉ là những bức ảnh cũ, nhưng cô chia sẻ trong thời điểm này cũng gần nào phủ nhận những tiêu cực về hôn nhân. Một số bức ảnh cũ của cả gia đình tung tăng ở Hàn Quốc đã được nữ diễn viên đăng tải trong lúc khán giả hoang mang về mối quan hệ của hai vợ chồng. Trước tin đồn tan vỡ, Ngọc Lan mong muốn tổ ấm đi chơi Hàn Quốc. Cách đây vài giờ trên fanpage, riêng nữ diễn viên Kiều Nữ và Đại Gia bất ngờ chia sẻ loạt những khoảnh khắc hạnh phúc của cô cùng với ông xã trong lần đưa con trai cưng đi quay hình chương trình tại Hàn Quốc. Cô viết, chắc phải đăng ký cho Lô Yêu trở lại, con đến từ hành tinh nào, để ba mẹ có dịp đi Hàn Quốc tiếp đây. Nhớ không khí lành lạnh ở ngôi làng trên núi, nhớ mùa hoa anh đào nở rộ, nhớ những món ăn siêu ngon bên đó. Mà hồi đó ông Lô Yêu còn bập bẹ, chứ bây giờ ổng hỏi một vạn câu hỏi, chắc ba mẹ và các cô chú trong ekip trả lời mệt nghỉ quá. Cả tổ ấm nữ diễn viên từng có chuyến công tác ngắn ngày kết hợp với du lịch tại xứ sở Kim Chi. Cô chia sẻ lại hình ảnh ngày lúc dường như phản pháo lại những thông tin thất thiệt về hôn nhân. Vốn dĩ Ngọc Lan từ chối trả lời mọi vấn đề về đời tư, nên hành động này phần nào khiến khán giả thấy cô vẫn thoải mái khi nhắc đến hạnh phúc gia đình. Đi đến đâu cặp đôi cũng tình tứ nắm chặt tay nhau khiến mọi người ghen tị. Ngọc Lan Thanh Bình hủy kết bạn Facebook, không sống chung nhà, rao bán xe hơi. Những ngày gần đây, tin đồn cặp đôi diễn viên đang gặp vấn đề về hôn nhân xuất hiện trên khắp diễn đàn. Theo đó, công chúng phát hiện ra vài tháng qua, họ đã không xuất hiện bên cạnh nhau. Cả hai hủy kết bạn Facebook, Ngọc Lan cũng chuyển về căn hộ chung cư để sống. Xe hơi ông xã tặng trong dịp sinh nhật đã được rao bán. Nói về việc tan vỡ, Thanh Bình phủ nhận và chia sẻ thêm, trước đây tôi và Lan thường đóng phim chung nên có nhiều hình ảnh chung và cũng có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Bây giờ tôi đi tỉnh rất nhiều, còn Lan chủ yếu ở Sài Gòn. Chuyện đổi nhà và xe là bình thường với chúng tôi, bởi tôi và Lan đều kinh doanh bất động sản xe hơi. Khi chúng tôi mua nhà và xe không có nghĩa sẽ dùng nó mãi mãi. Sau nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm, thì Ngọc Lan đã có bến đỗ hạnh phúc bên ông xã và con trai. Chính lẽ đó thông tin ly hôn xuất hiện thì người hâm mộ đã rất lo lắng, mong rằng đây không phải là sự thật và họ không bên cạnh nhau nhiều vì lịch làm việc bận rộn.